Xin chào tất cả mọi người và ngày hôm nay Xuân xin được chia sẻ vài nét về văn hóa tâm linh của người Việt trong nén hương ngày Tết. Chẳng biết từ bao giờ, người dân Việt Nam chúng ta xem chuyện thắp hương trên bàn thờ tổ tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp giỗ chạp lễ Tết. Nén hương như một chiếc cầu nối thiêng liêng giữa cuộc sống hiện hữu của con người với cõi tâm linh của trời đất. Có thể nói, hương đã len lỏi vào tận cùng ngóc ngách của đời sống và có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của người Việt Nam nói riêng, của người châu Á nói chung. Ngày cuối năm đi mua sắm các thứ chuẩn bị cho Tết, không ai không mua vài nén hương về thắp cho ông bà, tổ tiên mình. Nói đến ngày làm hương thì phải kể đến dân Dốc Lã ở Hưng Yên, vì đây là quê hương của bà tổ làng nghề. Tục truyền rằng có một cô gái họ Mai quê ở Dốc Lã lấy chồng người Trung Quốc. Một lần về thăm nhà, thấy bà con làng mình nghèo khổ, cô liền bày cho họ nghề làm hương. Thế là nghề này được phát tán đi khắp nơi. Sau khi được truyền nghề, qua thời gian cùng sự sáng tạo tinh tế, nghề làm hương ở Việt Nam ngày một tiến bộ không kém của Trung Quốc. Cũng từ đó, nén hương đã đi vào đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam như một nét đẹp truyền thống, gần gũi và thiêng liêng. Trong chúng ta, khó ai có thể diễn tả hết sự xúc động khi vào khoảnh khắc giao hòa trời đất giữa năm mới và năm cũ. Cả gia đình quây quần bên nhau, thắp trên bàn thờ một vài nén hương thơm rồi tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ, những người thân yêu đã khuất. Sự lẫn khuất của làn khói trắng, mùi thơm nhẹ lan tỏa làm cho ta thấy ấm cúng và gắn bó với nhau hơn. Trong tâm thức, mỗi người Việt Nam chúng ta đều tin rằng, ở thế giới bên kia, trong một không gian vô định, có những hình ảnh, những con người vô hình đang hướng về chúng ta, đang ở bên chúng ta hằng ngày. Và khi ta thắp nén hương lên là ta có thể tâm sự với họ, sưởi ấm cả thế giới này và cả thế giới vô hình kia nữa. Chẳng biết tục lệ thắp hương có từ bao giờ và do ai sáng lập. Cả đến vua Trần Nhân Tông, vị vua duy nhất trong lịch sử đã xuất gia, cũng thừa hưởng và dùng hương rất nhiều trong mỗi lần đến chùa. Nhiều người Việt xưa có thói quen khi đi xa về, thường thắp hương trên bàn thờ trước rồi mới nói làm việc gì đó. Với những người sắp đi xa, lại cũng thắp hương để mong lên đường an toàn, may mắn. Ở nhiều vùng của Nam Bộ, người ta còn thắp hương cho từng gốc cây, ủ mối, gốc nhà, với quan niệm mọi vật đều có đời sống tâm linh của nó. Triết lý nhân sinh thật đơn giản nhưng lại mang một nội hàm đa dạng phong phú thường thấy ở người Á Đông. Ngày nay, hương không chỉ được thắp trong gia đình mà còn cả những tôn giáo khác cũng đều có chung nét văn hóa này. Đặc biệt là ở các đền chùa, miếu mạo, hương là một thứ không thể thiếu. Ngày Tết đi chùa lễ Phật, hái lộc đầu năm, chúng ta luôn bắt gặp những hình ảnh rất quen thuộc. Những cụ ông, cụ bà, những nam thanh nữ tú, tay cầm hương, miệng lăm răm khấn vái. Cầu mong một năm mới, an khang thịnh vượng, phúc lộc thọ khang ninh. Đây hoàn toàn không phải là hành động mê tín dị đoan, nhưng là một nét đẹp văn hóa đẹp được tồn tại từ rất lâu, đem lại cho người ta sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn. Vâng, và xin được cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin chào tất cả mọi người.